tiếp nối thành công của 3 trung tâm tiêm chủng VNVC tại thủ đô Hà Nội, VNVC Trường Chinh, VNVC Icon 4 Cầu Giấy, VNVC Văn Quán Hà Đông. Nay, thủ đô Hà Nội tự hào đón chào thêm trung tâm tiêm chủng thứ tư VNVC Mỹ Đình tọa lạc tại tòa nhà Florence số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây cũng là trung tâm thứ 28 của hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. VNVC Mỹ Đình nằm trên trục giao thông thuận tiện ở phía Tây Hà Nội. Trung tâm có diện tích lên đến 1.000m² với hơn 20 phòng khám và phòng tiêm, có khả năng phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, giúp người dân không phải di chuyển xa, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức khi đi tiêm chủng. Cách đây có 4 hôm mình có lên trang web ý. Mình thấy có cái cơ sở là ở Mỹ Đình ngay gần nhà mình, cách nhà mình có một đoạn thôi. Thì mình đã ra đây cách đây 4 hôm rồi, khi được tin là đến hôm nay mới khai trương. Hôm nay thì mình đến. Ở đây thì mình rất là sạch sẽ, thoáng mát ý. Với cả mọi người làm việc rất là chuyên nghiệp, thân thiện nữa. Nói chung là các cô dẫn dắt rất là cẩn thận, nên là không phải lo là mình có nhầm phòng hay là cái gì không. Mình thấy vaccine thì nó rất là quan trọng, vì là nhà mình thì các bé nhà mình là đều tiêm đúng lịch. Và mình thấy cái sức đề kháng của con là nó tăng lên. Ngoài ra thì nó không mắc những cái bệnh ví dụ như là sổ mũi rồi ho hắng. Nói chung là mình lên đi tiêm đúng lịch theo bác sĩ thì nó sẽ tốt hơn. VNVC Mỹ Đình có nhiều loại vaccine cho trẻ em và người lớn với giá thành hợp lý, bình ổn toàn hệ thống ngay trong mùa dịch bệnh. Như 5-1 Pentaxim, 6-1 Hexaxim, Infanrix Hexa, vaccine phòng phế cầu khuẩn Sinforix, vaccine phòng bệnh tiêu chảy Rota, vaccine phòng cúm cùng các loại vaccine thế hệ mới, Imozet phòng viêm não Nhật Bản, Brevena 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, Minacha phòng các bệnh do vi khuẩn não mô cầu, tuyếp A, C, I, V, K, Bucic phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà. Các loại vaccine đều được nhập khẩu chính hãng, bảo quản bởi hệ thống dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP. Vaccine luôn được giữ ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C để đảm bảo chất lượng cao nhất và an toàn cho người sử dụng. Đến với VNVC Mỹ Đình, 100% khách hàng được miễn phí khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm. 100% bác sĩ, nhân viên y tế thực hành khám sàng lọc, tư vấn tiêm chủng, có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, thường xuyên được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết như xử trí phản ứng sau tiêm, tiêm không đau cho trẻ. Tại trung tâm, trẻ em và người lớn sau khi tiêm được theo dõi 30 phút, được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi ra về. VNVC luôn sẵn sàng các điều kiện tốt nhất, giúp phát hiện sớm và xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm nếu có. Theo tiêu chuẩn 5 sao trên toàn hệ thống, tại VNVC Mỹ Đình, quý khách hàng được miễn phí nhiều tiện ích cao cấp như bỉm tã, wifi, nước uống, quay sạc điện thoại, nhắc lịch tiêm tự động qua tin nhắn, gửi xe, vui chơi, v.v. VNVC làm việc cả ngày lễ, chủ nhật và làm xuyên trưa không nghỉ, đảm bảo phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh của quý khách. VNVC Mỹ Đình đặc biệt mang tới dịch vụ gói vaccine linh hoạt cho mọi đối tượng, đảm bảo có đầy đủ các loại vaccine theo đúng phác đồ, không tăng giá vaccine khi khan hiếm hay trong mùa dịch bệnh, giúp khách hàng yên tâm tiêm đúng lịch, đúng loại, đúng giá. Tuyệt vời hơn khi khách hàng có thể tận hưởng những lợi ích cao cấp của gói vaccine mà không phải chi trả ngay khi tham gia chương trình mua gói vaccine trả góp không lãi suất trong 6 tháng. Nhân dịp khai trương, VNVC Mỹ Đình có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng. Giảm ngay 5% cho khách hàng khi mua các gói vaccine tại VNVC Mỹ Đình. Túi dĩ nhiệt tiện dụng, ba lô dễ thương cho khách hàng có hóa đơn trên 1 triệu đồng. Cùng nhiều quà tặng tiện dụng như quạt nhựa, túi quà VNVC. Gọi ngay hotline 028-7300-6595 để được miễn phí tư vấn về vaccine và tiêm chủng. Hay đến và trải nghiệm dịch vụ tiêm chủng cao cấp 5 sao tại VNVC Mỹ Đình.